Vì sao đây là sản phẩm nội thất đáng sở hữu nhất? Giường sofa thông minh Colip Lux S 6 chế độ, ghế sofa, chế độ ghế sofa thư giãn, giường ngủ, bàn ăn cho 6 người, ghế sofa kem băng tra, tủ chứa đồ, hồ biển ngôi nhà trở nên sang trọng, tinh tế và thông minh. Thì đây là cái cảm nhận chân thực nhất của Min nha. Khi mà Min được trải nghiệm cái sản phẩm này, cái điều đầu tiên là Min rất là thích, phải nói đó chính là cái thiết kế bằng gỗ. Thì gỗ thì nó sẽ luôn luôn làm cho cái không gian nhà cửa của chúng ta sẽ rất là sang trọng luôn. Và cái thứ hai là cái thiết kế mà nó sẽ không chỉ là một cái ghế sofa thông thường đâu, mà nó còn tích hợp vừa là ghế mà vừa là giường nữa. Nên là những bạn nào mà ví dụ như mình thích xem TV hay là mình thích ngồi đọc sách mà mình thích duỗi chân giống như Min á, thì mình cũng có thể kéo ra để nó thành giường. Và khi mà mình kéo vào thì nó sẽ trở thành một cái ghế sofa như thế này. Mình cảm thấy vô cùng bất ngờ khi tìm thấy sản phẩm này. Không những là có nhiều công năng hơn mà chất lượng lại còn cao cấp và sang trọng nữa. Mà mình thì đặc biệt là thích đồ gỗ, thì mình thấy là sản phẩm này được làm 100% từ gỗ nguyên khối chất lượng cao nên mình ưng lắm. Đây là tay vịn thì mình có thể mở ra để tạo thành một chiếc bàn để uống trà vào mỗi buổi sáng. Còn khi có bạn bè uống chơi thì mình lại ghép hai tay vịn vào thì nó lại thành một chiếc bàn lớn đủ chỗ cho 6 người ăn luôn. Vợ mình thích lắm, những người bạn đến chơi thì họ vô cùng bất ngờ luôn. Thứ mà chúng ta rất là quan tâm đó là về chất liệu nệm. Khi mà Min sờ vào á thì Min thấy nó khá là êm và dày nha. Và cái ra này thì được làm bằng cái vải lanh, nên là khi mà sờ vào cũng như là ngồi xuống thì mình thấy nó rất là dễ chịu. Thì cái thiết kế như thế này, mình kéo ra hay kéo vào thì mình vệ sinh rất là dễ luôn. Nó không giống như những cái giường truyền thống thì thường là nó sẽ khá là cồng kềnh và nặng, nên là khó khăn cho cái việc của chúng ta phải vệ sinh thường ngày. Khung được cấu tạo từ hợp kim ferro chống rỉ sét, sẽ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dài lâu. Colip tự hào là đơn vị tiên phong, uy tín, chất lượng, được khẳng định bởi hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước, giao hàng siêu nhanh, đội ngũ bảo hành tận tâm, chuyên nghiệp, tặng thêm 3 gối cô tông cao cấp trị giá 600.000 đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 8945 hoặc 0901 432 468 để được tư vấn. Colip, nâng tầm giá trị cuộc sống.